Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ngày của nhau. Của Respect. Give it up for Chuba!
có nhiều gì vậy? Rất sâu, anh rất sâu phen rồi. Cái đầu tiên mà cái dễ nhìn ta thấy là sao mà mặc áo để diễn ra ba, nếu mà bị vô thì tôi sẽ điều khiển trang phục. Với lại bài này bị cái chorus nó làm hỏng đi cái bài. Bài này mày đã biết là mày phải diễn live thì phải chọn cái cách hát, chọn cái tông cao quá so với giọng. Với lại cái khúc mà cái lô lúc mà ở trên đang rất là hay, thì tới cái khúc mà tôi không có lấy gì hết, còn đừng nói gì về mẹ tôi mà nghe thấy chết, thì khúc đó gieo vần nó bị hụt. Cảm giác đang nghe thôi, nhúng theo vần, thì tới ngay đó thì bị hụt cái. Bản thân thì thấy rất là khó chịu. Tuy là có ý tưởng, có độ cảm thụ, nhưng mà mình thấy nó bạn diễn đàn hơn điện thô, thì mong là cái bài hát sau thì bạn chú ý phần hút hơn, vì mình cũng là một fan của bạn. Riêng mình thì cũng góp ý cho đạt là tốt nhất cái phần thi này. Ban tổ chức đã ngừa cái trường hợp là các bạn hụt hơi, và để tăng cái phần hấp dẫn cho hút đó, thì ban tổ chức đã cho các bạn thêm một người bè nữa, nhưng mà bạn đã không tận dụng phần này. Giờ mình tiếc là vì cái điều đó, nhưng mà nói chung là bạn đã hoàn thành tốt phần diễn của mình. Một tràng pháo tay các chị chơi.